Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ Ngụy, trung tâm phòng chống ngã của Bệnh viện Cơ Đốc giáo Chương Hóa. Ngã thường xảy ra ở người già và bệnh nhân nằm viện, những người bị bệnh ung thư, đột quỵ, nhiễm độc tiểu. Di chuyển khó khăn và đi lại không vững đều là nhóm nguy cơ cao dễ bị ngã. Một khi ngã, người nhẹ khiến người ta sợ hãi bị ngã lần nữa, không dám đi lại, mất đi sự tự tin trong hoạt động. Người nghiêm trọng, gãy xương, chảy máu não, thậm chí tử vong. Phòng ngừa hơn là điều trị. Cách phòng ngừa ngã tốt nhất là gì? Thứ nhất, cần hiểu tình hình sức khỏe bệnh nhân, nhân tố nguy hiểm sẽ gây ra ngã như tình trạng dùng thuốc và an toàn môi trường. Thứ hai, người chăm sóc cần tiếp nhận giáo dục phòng ngừa ngã, luôn chú ý hoạt động của bệnh nhân, đặc biệt là khi xuống giường, dịch chuyển vị trí, vệ sinh, nhà tắm đều cần ở bên cạnh bệnh nhân. Thứ ba, khi người chăm sóc muốn rời khỏi bệnh nhân, nhất định phải điền vào phiếu đăng ký đi ra ngoài. Trước tiên hiểu được tình trạng sức khỏe của người bệnh. Cuối cùng, cần khích lệ bệnh nhân tiếp nhận huấn luyện phục hồi sức khỏe. Ví dụ, vận động đàn hồi có thể cải thiện lực cơ, độ bền của tứ chi, khiến cơ thể tương đối không bị ngã. Xin mọi người cùng quan tâm vấn đề bệnh nhân bị ngã, giúp bệnh nhân bình an không bị ngã, là một người luôn khỏe mạnh vui tươi. Định nghĩa về ngã, người bệnh ngã vì sự cố bất ngờ hoặc ngã xuống bề mặt thấp hơn vị trí ban đầu. Nguyên nhân ngã: đi không vững, tuổi lớn hơn 65, sử dụng thuốc đi ngã như thuốc ngủ an thần, thuốc hạ đường huyết, thuốc lợi tiểu, thuốc làm mềm phân. Giới tính nam, GCS chỉ số hôn mê 7-14 điểm. Đau đầu hoặc chóng mặt, trở ngại thị lực như mờ, mù, bệnh trầm cảm, phần chân cảm thấy bất thường, xê dịch vị trí hoặc đứng dậy gặp trở ngại. Cần sử dụng dụng cụ hỗ trợ đi lại. Lần đầu xuống giường sau khi mổ hoặc sau đẻ, cần thường xuyên xuống giường đi vệ sinh. Trong một năm, từng có kinh nghiệm ngã, trong khi nằm viện không có người chăm sóc. Tính quan trọng của việc phòng ngừa ngã: sau khi ngã tỷ lệ bị thương cao gấp 30%, gây bầm tím, xước, rách, ra máu, phần đầu đau, bên trong xuất huyết, người nghiêm trọng gây gãy xương, mất ý thức, tử vong. A Thương chào cô. Tôi là y tá chăm sóc chồng của cô. Tôi tên là Hồng Uyển Linh. Bởi vì chồng cô là người bệnh tai biến mạch máu não, tuổi đã quá 65, đi lại không vững, ván đầu, do đó khi xuống giường cần có người nhà hỗ trợ. Hiện tại ông đang uống thuốc mềm phân và lợi tiểu, cần thường xuyên xuống giường đi vệ sinh. Hơn nữa, trong vòng 1 năm ông ấy đã từng ngã, do đó ông ấy được coi là người bệnh nguy cơ ngã cao. Tôi đến hướng dẫn ông ấy phương pháp phòng ngừa ngã như thế nào. Tốt quá, xin cảm ơn. A-san, hai ký hiệu này là nhắc nhở chúng ta. Người bệnh này thuộc nhóm nguy cơ ngã cao. Do đó chúng ta cần phòng ngừa người bệnh bị ngã trong mọi lúc. Tốt quá, xin cảm ơn. Tiếp theo chúng tôi muốn hướng dẫn bạn phương pháp phòng ngừa ngã. Tốt quá, xin cảm ơn. Thứ nhất, khi lên xuống giường, cần điều chỉnh độ cao của giường xuống mức thấp nhất để tránh hụt chân. Thứ hai, khi xuống giường, cần bỏ thanh chắn giường xuống trước. Tuyệt đối không lật qua thanh chắn giường. Thứ ba, phải kéo thanh chắn giường lên trong mọi lúc. Đặc biệt là người bệnh bồn chồn, bất yên, không tỉnh táo. Thứ tư, đồ đạc cần thu gọn trong tủ và giữ cho lối đi trong phòng bệnh rộng thoáng và ánh sáng rõ. Thứ năm, mặc quần áo, giày hoặc dép lê thích hợp, không đi chân đất. Thứ sáu, giữ mặt sàn nhà tắm khô ráo. Khi trơn ẩm ở mặt sàn,
hãy thông báo cho nhân viên hộ lý. Thứ bảy, khi bạn cần bất cứ sự hỗ trợ nào mà không có người nhà bên cạnh, hãy lập tức bấm chuông thông báo cho nhân viên hộ lý. Thứ tám, khi đi vệ sinh, nếu có sự cố khẩn cấp, hãy ấn chuông trong nhà vệ sinh. Thứ chín, khi người bệnh yếu hoặc không có sức, cần sử dụng bô đại tiện, bô tiểu tiện trên giường hoặc ghế bô vệ sinh, giảm thiểu số lần xuống giường. Thứ 10, sử dụng thiết bị hỗ trợ đi lại, xe lăn, nạng, gậy ba tông. Khi xê dịch vị trí hoặc chuyển vị trí, cần buông chậm động tác, kiến nghị có người nhà tháp tùng bên cạnh. Thứ 11, người bệnh lần đầu xuống giường vì mổ hoặc nằm liệt giường, dễ có tình trạng váng đầu, người nhà cần hỗ trợ bên cạnh. Thứ 12, khi xuống giường cần xuống giường theo kiểu tiện chiến, ngồi dậy nghỉ 3 phút trước, rồi hỗ trợ người ở mép giường 3 phút, xác nhận không có hiện tượng váng đầu, mới có thể để người nhà hỗ trợ xuống giường. Thứ 13, người chăm sóc không thể tự ý rời khỏi người bệnh, để tránh khi rời đi người bệnh xảy ra tai nạn. Thứ 14, khi nhiều người bệnh đi dạo hoặc xuống giường vận động, không được rời khỏi bệnh viện. À sang, cô đã hiểu các cách phòng ngừa ngã trên đây rồi phải không? Có, tôi đã hiểu, cảm ơn cô. Còn có tình huống đặc biệt khác cần nhắc nhở cô? Tốt quá, xin cảm ơn. Tình huống sai lầm 1, người chăm sóc tạm thời dời đi hoặc ra đi ra ngoài. Bố, con đi mua cơm một lát. Y tá nói bố không thể tự xuống giường. Được rồi, bố biết rồi, nhanh đi đi. Bố sao lại ngã vậy? Bố có làm sao không? Không, không nên vội. Phương pháp phòng ngừa đúng đắn. Khi người chăm sóc tạm thời dời đi hoặc đi ra ngoài, cần điền vào phiếu xác định tình trạng người bệnh. Người chăm sóc cần hoàn thành nội dung chú ý phòng ngừa bị ngã dưới đây. Điền thời gian và lý do đi ra ngoài. Đồng thời đưa cho y tá phụ trách xác nhận ký tên, mới có thể rời khỏi phòng bệnh. Bố, con có việc đi một chút. Bố có cần đi vệ sinh không? Không, không cần. Bố có cần gì không? Rồi ấn chuông gọi y tá giúp đỡ. Con đặt ở đây, bố không nên tự mình xuống giường. Thế con đi nhé. Bà ơi, cháu có việc phải đi một lát. Xin bà giúp đỡ chăm sóc bố cháu một lát nhé. Không vấn đề gì. Cảm ơn bác. Khi trở lại buồng bệnh, cần điền thời gian đi về trên phiếu xác nhận tình trạng người bệnh khi người chăm sóc ra ngoài. Đưa cho y tá phụ trách xác nhận ký tên. Như vậy mới có thể phòng ngừa người bệnh bị ngã trong thời gian. Khi người chăm sóc tạm thời dời đi hoặc đi ra ngoài, khi thay người chăm sóc, nên thực hiện xác nhận lại và ký vào bảng biểu dưới đây. Tình huống sai lầm 2, sau khi thay ga giường để người bệnh đơn độc. Con đi vứt ga giường bẩn, bố nằm đây một lát nhé. Phương pháp phòng ngừa đúng đắn. Sau khi người nhà thay ga giường, cần hỗ trợ người bệnh nằm yên trước, hỏi tiếp người bệnh có cần gì không,
và thông báo cho người bệnh nguyên nhân tạm thời dời đi. Con đi vứt ga giường bẩn. Không cần. Bố có cần uống nước không? Có cần đi vệ sinh không? Ồ, bây giờ không cần. Trước khi con trở lại, bố không được xuống giường nhé. Nhắc nhở thân thương. Hỗ trợ người bệnh xuống giường, đi vệ sinh, đi lại. Khi sử dụng ghế bô vệ sinh hoặc xe lăn, người chăm sóc cần luôn ở bên cạnh. Sau khi hoàn thành công việc, lập tức đỡ người bệnh về giường và nhắc thanh chắn giường để bảo đảm an toàn cho người bệnh. Không được để người bệnh tự nằm ở mép giường hoặc trên ghế dành cho khác. Để tránh xảy ra tai nạn bị ngã. Tình huống sai lầm 3, người bệnh nửa đêm tự xuống giường đi vệ sinh. Phương pháp phòng ngừa đúng đắn. Người bệnh không được tự xuống giường đi vệ sinh trong đêm. Gọi người chăm sóc hỗ trợ. Cần gọi người chăm sóc đến hỗ trợ. Cần gọi người chăm sóc đến hỗ trợ. Ồ, tôi muốn đi nhà vệ sinh. Chậm chậm thôi, đi chậm chậm nào. Chậm chậm nào. Tình huống sai lầm 4, người nhà đợi ở ngoài nhà vệ sinh. Được, con ở đây là được rồi. Bố, xong thì gọi con nhé. Bố, sao vậy? Sao lại như thế này? Bố chỉ muốn đứng dậy. Phương pháp phòng ngừa đúng đắn. Cần cùng người bệnh vào nhà vệ sinh hỗ trợ. Bố tự làm là được. Không rồi. Được đợi ở ngoài nhà vệ sinh. Bố ván đầu mà chân lại yếu. Con sợ bố ngã. Y tá nói cần phải ở đây giúp bố mới an toàn. Được rồi. Ok rồi, ok. Tình huống 5, uống thuốc gây ngã. Cô y tá, tôi làm sao cứ phải đi vệ sinh, hai chân không có sức. Phải làm sao mới được đây? Bác à, bởi vì bác uống thuốc mềm phân, do đó bác cần phải thường xuyên đi vệ sinh. Do đó nhất định phải có người nhà ở bên cạnh hỗ trợ. Không thì bác dễ bị ngã, rất nguy hiểm. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn. Năm loại thuốc chính gây ngã. Thuốc ngủ an thần. Thuốc hạ huyết áp. Thuốc hạ đường huyết. Thuốc lợi tiểu. Thuốc làm mềm phân. Nội dung chính chú ý khi dùng thuốc gây ngã. Nếu cần uống thuốc ngủ, trước khi đi ngủ hãy đi vệ sinh rồi mới uống thuốc. Khi uống thuốc làm mềm phân, thuốc lợi tiểu, thuốc ngủ, người chăm sóc cần lưu ý trong người bệnh tỉnh giấc và muốn đi vệ sinh. Khi xuống giường cần có người chăm sóc hỗ trợ. Trong thời gian uống thuốc có bất cứ vấn đề gì, hãy thảo luận với bác sĩ hoặc dược sĩ. Không được tự ý điều chỉnh dùng thuốc. A-san, trên đây nhắc nhở cô phương pháp phòng ngừa tình huống đặc biệt. Cô đã hiểu rồi phải không ạ? Đã hiểu rồi, cảm ơn cháu. Nếu cô có bất cứ vấn đề gì, có thể liên hệ với y tá của chúng cháu vào mọi lúc nhé. Tốt quá, xin cảm ơn. Sau khi xem phim, nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy hỏi bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ phục hồi chức năng. Số điện thoại 04 723 8595. Phần máy 7428.